Soi cận menu hàng ngày của Hoa hậu Kỳ Duyên, luôn tự nấu ăn tại nhà để giảm cân giữ dáng. Hoa hậu Kỳ Duyên hiện đang sở hữu vóc dáng khá ấn tượng, với vòng eo con kiến chỉ vỏn vẹn 59 cm. Để duy trì được vóc dáng lý tưởng này, nàng hậu tiết lộ bí quyết nằm ở chế độ ăn uống khoa học kết hợp với tập luyện đều đặn. Cô cho biết mình thích tự nấu nướng tại nhà, sử dụng các nguyên liệu tươi sạch như ức gà, cá hồi, tôm tươi và nhiều loại rau củ quả. Việc tự nấu ăn giúp Kỳ Duyên kiểm soát được lượng thực phẩm nạp vào cơ thể, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hình thể khỏe khoắn. Kỳ Duyên thường xuyên lên thực đơn cho mỗi tuần, trong đó cô giảm thiểu tối đa lượng tinh bột từ gạo trắng, bún, phở, miến và thay thế bằng gạo lứt, loại gạo giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Để đảm bảo đủ protein cần thiết cho sự phát triển các nhóm cơ, Hoa hậu Kỳ Duyên thường tìm hiểu các cách chế biến món ăn từ ức gà, cá hồi, tôm tươi, thịt bò. Bên cạnh đó, cô cũng hạn chế tiêu thụ cà phê, trà và nước ngọt, thay vào đó là các loại nước ép hỗ trợ giảm mỡ mà cô tự pha chế. Khi đói, Kỳ Duyên thường sử dụng các loại ngũ cốc ít gia vị, đậu phộng rang, sữa chua không đường, chuối và táo xanh. Đây là những thực phẩm không chỉ giúp giảm cảm giác thèm ăn, mà còn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.